Rồi, xin chào anh em chú bác mình nha. Rồi, hôm nay mình bán một số đồ linh tinh nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ bán tiếp là một số mũi vít nha mọi người. Thì băng keo thì hôm qua là mình đã bán hết và mình cũng đã giao hàng hết cho tất cả mọi người nha. Còn một số anh chưa có thông tin địa chỉ là những đa số là những khách hàng đầu tiên, những anh đó nói chung là chắc đặt chơi thôi. Nói chung là hôm qua mình cũng nói lại là cho anh em biết là hôm qua mình mũi vít dẹp mình hết đa số một phần, một số khách ví dụ như những anh em mình cũng có, mình có điện thoại hỏi là mình có sẽ không có vít dẹp, mình sẽ thay đổi qua những tất cả các mũi vít giá trị tương đương hoặc là nó không có sự khác nhau hết nha, hoặc là nó sự có, nó có trùng lập đôi chút thôi nha. Nói chung hôm nay là mũi vít nó về nó rất là phong phú mọi người, loại nó rất là nhiều loại luôn. Hôm nay mình sẽ bán khác ngày hôm qua nha mọi người, hôm nay mình sẽ bán khác đôi chút. Nói chung hôm qua thì mình giao ví dụ những cái mặt cái mũi dẹp mình không có, sao mình sẽ thay đổi qua những cái cây vít vít khác, vít cộng nha. Hôm qua mình giao có thể là anh em đừng nhận hàng, có đừng có bất ngờ nha. Nhiều khi mình nói mình bán, tại vì hôm qua mình bán khoảng hơn 20 đơn hàng những cái anh đặt mũi vít nhận hàng, nhiều khi nói mình bán giao đồ tầm bậy tầm bạ. Nói chung hôm qua mình bán, nói chung là những anh em đặt cái những cái mũi vít mình qua mình có hai mã ABC, mũi vít C thì khá nhiều. Nó mấy anh em đặt là những mũi vít C cũng khá nhiều, C không nè. Mình giao có thể là khác, nó không có vít dẹp mình bỏ vào nha. Nói chung là khoảng mười mấy hai chục anh là mũi dẹp. Nhưng mà mình đã giao thay đổi qua tất cả, là như cái nào còn thì mình bỏ vô một hai mũi dẹp, cái nào hết thì mình không ấy nha. Nói chung nó rất là nhiều lộn xộn, tại vì mình về cả bao nên mình không có kiểm soát được những cái mũi vít của nó ra cái loại nào nó quá nhiều mọi người. Đây nè, mình cho anh em xem nha, trong đây nội cái vít vỏ ke nhỏ không, cái cốt nhỏ không, anh em thấy trên đây không, hết 6 loại nè đó, từ cái loại nhỏ li ti nè. Có cái loại này không mà nó làm cho mình cũng thêm rối không mọi người. Đôi khi mình có thể mình giao dù mình bán trên đây nhưng mà hàng mình vẫn còn, có thể mình anh em mua trên đây có thể mình thay đổi một chút nhưng mà không có mất anh em một mũi vít nào nha. Dù thằng này cốt nó có 4 ly và thằng này cái cốt nó có 3 ly, thằng này cũng 4 ly mà khác cái độ dài nữa nè, và thằng này ngắn 4 ly mà ngắn nữa nè đó, và thằng này ở trên nó nhỏ 4 ly rưỡi đó, còn dưới đây cốt thì nó 6 ly mấy, 6 ly. Nói cái mũi vít này không là vít cộng mà cái đầu nhỏ không, anh em thấy là 6 loại rồi ha, chưa tính các loại vít BH1, BH2, BH3 nữa, nó lung tung đủ thứ hết đó. Đó, rất là nhiều loại phong phú nha mọi người. Nói chung anh em mình bán cho anh em 300 ngàn một dĩ như thế này, một giờ cái khai như thế này tôi cũng rất đáng đồng tiền của mình nha. Tất nhiên là tất cả các loại ốc anh em có thể xài được nha. Những cây vít dẹp nói chung là chỉ để xài những cây tu vít tự động thôi, chứ dạng như vít dẹp ít ai xài bái bắn vít đúng nha, tại vì nó không có độ bám. Như này bốn cạnh nó có độ bám nó chắc hơn đó. Hôm nay thì mình bán như có hệ 11 đầu nha mọi người, hôm qua thì mình bán 12 nhưng mà nó có khác đôi chút nha. 2 4 5 6 7 8 8 ha, bao gồm là 1 BH1, BH2, BH3, tất cả còn lại BH2. Những cây này anh em có thể chọt sâu vào những cái ví dụ như sửa chữa những cái máy pin ha, hay là nói chung là những cái lỗ nhỏ hơn anh em có thể tọt sâu để mở nha. Cái này thì nhỏ hơn nữa đó. Em xem nhiều khi nhìn cái mũi vít mới, tất cả là mũi vít bãi hết nha. Đây cái cách thiết kế rất đẹp và rất độc đáo ha. Chung đa phần là hàng như thế này nha, mình nói cho rõ chứ không phải anh em nghĩ nó không có hàng gì đâu nha. Nhiều khi nó không in thương hiệu nhưng mà hàng nó nằm trong bịch như thế này nè, nó chung hàng ở nước người ta nó xài có chuẩn mực thôi, nó bán thấy như một thời gian bao lâu là nó gọi xong là nó em dục, chứ không phải như mình. Nói chung mình chưa được làm cái công nghệ được như thế này cho nên mình xài tận dụng nó cũng rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn nha. Đó, nó nằm trong bịch trong hộp nha mọi người, nó có đầy đủ hết nha chứ không phải là không có.
Rồi cái bộ này mình bán hôm nay mình bán 11 cây nha, gồm hai cây 2 tấc BH1 và BH2 ha. Có khác nhau một chút nha, cây này BH1 một đầu nha, đó. BH2 nè, BH1. B1 2 ha. Đó. Thằng này khoảng tấc rưỡi thì thằng này nó 2 tấc nha mọi người. Cây hai cây 2 tấc ha. Anh em mua lẻ mình vẫn bán những cây này nha, còn những cái thứ linh tinh này nói chung nó rất là nhiều loại mà không có bán, chỉ có thể là bán những cái loại này lẻ được hoặc là BH1, BH2, 3 lẻ được nha. Rồi anh em mua lẻ thì ngày mai liên hệ nha, nói chung là mình phải chọn ra mình mới bán lẻ được, chứ hôm nay mình bán trên clip này là mình bán một bộ như thế này là 300.000 11 cây ha, 2 4 6 8 10 11 cây như hình nha, cộng luôn cái mâm để đựng đồ luôn nha, gói đồ luôn. Đó, nội cái này không nó làm 4 loại rồi, 6 loại cái mẫu vít này, chưa tính những cái vít nù hơn nữa nè, mình có ngắn có dài rồi đủ thứ hết mọi người. Chung mẫu vít hôm nay nó về rất là đa dạng, chung bộ này anh em có thể sửa tất cả các loại luôn ha, từ nhỏ tới lớn, BH1, BH3, ngắn có dài có ha. Chung hôm trước thì mình lấy những cái mặt hàng nửa vít, hôm trước mình không có hàng mình lấy giá cũng khá cao, hôm nay mình lấy số lượng lớn hơn chút, giá mình có thể mình nhiều khi anh em không biết thì mình nghĩ mà hôm trước mình bán cao không phải chuyện đó, chuyện đó nha, thì lúc mình tùy theo giá cả thôi mọi người, mình lấy giá cao mình sẽ bán giá cao, anh em phải hiểu chuyện đó nha. Tiếp theo mình bán cho anh em cặp kiềm phe, bỏ một kiềm phe giờ kiềm nổi ha, kiềm phe này nó dài khoảng 13 rưỡi, đây cây này của tớp nha. Đâu rồi, nhớ cây này là có cái chữ tớp mà mặn đánh thì trôi mất tiêu mọi người. Rồi nói chung kiềm này kiềm nội địa nha, nó có một lớp y như là một lớp cái thương hiệu tớp, nó làm như thế này nè mọi người, đó cái này để xét trong thợ đánh trôi luôn mọi người. Này kiềm nội địa nghe, nhìn là biết. Cái này nó hơi rít một chút, mình xịt rồi bẫy vô nó chưa nhả hết nha, nó có thể hơi rít một chút đó. Giờ mình bán kèm với cây này bị ế nè, bán 2 lít rồi chưa bán ra ha. Cái này không phải là đồ bỏ nha mọi người, còn rất cứng cáp nha. Đó. Rất cứng cáp ha. Đây, nay mình bán một cặp kèm vào cái kiềm phe này nha mọi người. Bán cặp này 180.000 nha. Một cặp, bán một cặp nha mọi người, mã số 1 nha, 180.000 chưa phí ship nha, chung giá mình bảo là chưa có phí ship nha anh em, kể cả chuyển khoản. Chung anh em chuyển khoản, anh em mua chuyển khoản thì mình cũng như mọi lần ha, những mặt hàng này dù nó anh em mua hai mã hàng trăm mấy á, hai mã hàng mình chuyển khoản mình mới bao ship nha. Còn như hôm qua mình bán băng keo á, dù anh mua có dù mua cái này 250 anh em dồn vô cái này 5 cuộn băng keo khi mình bao ship là mình không bao ship chuyện đó nha, cái này là dù băng keo mình bán rồi không bán, dù bán lẻ 1 cuộn 2 cuộn vẫn bán, không tính vào một mã hàng nha. Nhiều anh mua vụ mua 250 280 rồi dọn thêm 2 cuộn, rồi nhiều khi nghe không kỹ rồi nói mình 300.000 mình bao ship là không phải nha, hai mã hàng đây nè, ví dụ như này 180 này 120 là mình có thể bao ship nha. Đó cây này 120 là kiềm nguội nè, nói chung những cái băng keo ngày hôm qua mình bán đó, là 10 cuộn nó cũng khá nặng ngang tiền ship đi á, 10 cuộn tiền ship đi ít nhất cũng phải 25.000 mọi người, chứ nó không có rẻ được. Ví dụ anh em mua 20 cuộn nó phải 40-50 ngàn nghe, tiền vận chuyển, tiền vận chuyển là người khác tính chứ không phải mình tính, bên vận chuyển nó tính. Thôi ông keo bữa nay hết mình không bán nữa nha, cũng không có hàng bán, ngày mai mình đi thử còn mình lấy về mình bán, chung cái đó chỉ bán là vui chơi cho anh em có xài chứ mình cái đó đâu, có nhất lấy cho gói anh em gói nó cũng cực nữa, hai bán cũng là có mỏng lắm nha mọi người, chứ không phải anh em nghĩ mình lấy
tiết kiệm nhũi nên cũng có hơi, hơi rơ tí nha. Hoa kiềm nhũi này mình bán 100.000 nha, bán 120 mà nó thấy nó bị rơ 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 chứ cũng còn xài tốt nha, chứ không phải là bỏ đâu. Đây rất đẹp ha. Chung mấy cái kiềm nhũi này thép nó rất là cứng nha mọi người, anh em mình khỏi test cắt đi ha. Đây, nó có sử dụng nha, thằng này của thằng chung kiềm nội địa, nó có khắc khắc tên của nó lên đây luôn mọi người. Đây có khắc tên của nó, cái ông nào sử dụng khắc tên lên luôn ha. Đây là thương hiệu, là nhìn không ra nha. Xài cái này nó đem nó đóng gì quá trời luôn, nếu mà dập cái này luôn. Nhật này nó xài cũng ghê lắm mọi người, nó xài như vậy nó xài quá trời rồi mà thấy rằng nó vẫn còn được nha, chứ không có đẹp lắm. 100.000 mã số 2 bán kìm nữa ha, bán cặp kìm này, cặp này mình bán 240 nha. Một ngắn một dài, một kìm cắt một tớp. Đây nó có trên đây nó chắc dục bãi lâu nó bị nổ này nghe anh em, không ảnh hưởng nha. Đó. Có thể này nó dục vài chục năm còn cứng cáp lắm nghe, vỏ anh em xem đây nha, đây là nó bị rách đây. Đây nha, mình cắt cho anh em xem nha. Cắt rất ngọt nha mọi người, không có bị gì đâu. Nên mình cắt sát ở trong ngay cái lỗ tuốt nha, tuốt dây điện luôn nha, nó có lỗ tuốt nha. Không mẹ, kìm này còn khá đẹp nha, chung đẹp vừa thôi chứ không phải đẹp quá, nó bị nổ đây thôi, không ảnh hưởng nó nha mọi người. Đó. Cái thứ hai là cây kìm răng của thằng Victor ha, trắng xanh, cái vỏ trắng xanh, cái vỏ này nó dễ dơ lắm mọi người, trong tay mình bóc dầu cũng nhớt không là nó bị dơ, nó sẽ dơ ngay. Đây nha, có sử dụng cái này không biết nó chạm vào điện sóng hay sao là nó bị đây nha mọi người, nó dưới bên đây nè, chắc nó để nó xài nó cắt điện sóng nè, bên đây nó có bị bể một cái nè, nhưng mà răng còn khá đẹp nha, cũng còn được thôi. Kích thước cái cây này đây nó lớn nha, thằng này nó dài 21, còn cái kìm cắt nữa dài 16,5 ha. Chung cái này cũng còn tốt, răng còn tốt nha. Đó, không có bị gì nha mọi người. Chung cái lỗ này thì nó làm nó nổ dây điện rồi, nó cắt dây điện nổ thì mình có thể tuốt dây điện luôn nha. Đó. Nói chung mình nó nổ, không phải là để chung cái này, không phải là để cái nó tuốt dây điện, nhưng mà nó nổ mình tận dụng nó thôi nha, mình bóp sát quá thì nó dây điện nó sẽ đi, anh em bóp vừa thôi nha. Rồi cặp này mình bán là 240.000 chưa phí ship. Rồi mã số 3 nha, 240 nha. Tiếp theo kìm nữa nha, kìm này mình bán 3 cây luôn nha, để cho anh em làm thợ điện ha. Cái thứ nhất kìm răng nó dài 18,5-19 ha. Cái thứ hai của thằng Mary thước 16,5 ha, và một cây kìm tuốt đa năng. Trong cây này cũ, nó quăng bãi nó cũ thôi chứ không phải là nó không sử dụng được đâu nha, cây này nó quăng bãi anh em nhìn thấy cũ thôi nha. Đó. Cái chức năng nó còn sử dụng tốt nha. Đây có mắc veo ha. Này mình bán 3 cây một loạt luôn nha mọi người. Nói chung nó không có giá trị nhiều, để mình giới thiệu từng cây nha. Tước không đúng lỗ nó.
rất tốt ha. Có cái đầu bấm code nữa ha. Đó. Màn hình 6 nha. 66 chứ nên mình để hỗ trợ công việc kiếm tiền của mình cũng không phải tệ nha mọi người. Tiếp theo cái kìa Mary này. Còn rất đẹp ha. Răng còn rất đẹp thôi chứ không phải cái gì đẹp hết. Trung Minh ở dưới đây là nó bị nó làm sao bị rách cái vỏ nha mọi người. Trung mình lấy băng keo bãi mình quấn lại nha. Chung băng keo bãi anh em xài cái này nó cách điện rất tốt nha. Mình quấn như thế này là không có điện nào mà vô hết nha. Đó. Nó rách một tí xíu như này thôi mọi người đó. Anh em thấy cái đường cắn ha, khoảng một phân thôi. Quấn băng keo lại ha. Cái này cắt là khỏi chê nha. Đó. Đó. Tiếp theo là một cây kìm răng của Victor ha. Cây này của thằng nào? Mary nha. Rồi Victor, cây này cũng còn ngoài ngoại hình khá đẹp nha. Cây nó bị nổ trên đầu nha. Bị xấu trên đầu. Chung còn được. Đây nè. Trong đây nó anh em thấy nó tại nó dục bãi lâu nó nổ thôi chứ không phải nó bị gì đâu. Cây này thì nó có sử dụng. Nhưng mà hai lưỡi cắt hai cái răng cắt cắt dây còn khá đẹp luôn nha. Như mới. Chung cái này là nó quăng cũng khá lâu mà cái chất thép của nó rất cứng và bền. Đó nó dục xét như vậy mình chỉ vệ sinh ra thôi là nó sẽ mới lại như vậy. Kìm nó cắt rất ngọt nha. Đó. Khỏi phải chê nha. Ba cây kìm này mình bán 300.000 nha mọi người, chưa phí ship. Đó, như cái mã này mình bán 300.000 là chưa có phí ship nha. Mấy cái mã linh tinh nhẹ nhẹ mình dùng trăm mấy á, mình hai mã không lại mình mới bao ship nha. Còn những cái nào giá trị cao thì anh em thì mình chưa có cộng phí ship vào đó nha. Chung mình cũng bán giá tốt nhất. Nếu anh em chuyển khoản thì mình anh em muốn tự trả ship thì anh em chuyển đúng số tiền mình nha để khỏi tốn tiền phí thu hộ. Nhiều khi mình là dù lấy hay nặng thì mình lấy 20-30 anh em nhiều khi nghĩ mình tính cao không có đó nha. Thu hộ nó tính nó lúc nào mình cũng giảm giá cho mọi người thôi, cũng là bán cho mọi người một cái cách như là mua giá tốt nhất và cái giảm cái phí chi phí vận chuyển đi chứ mình không có tính thêm bao giờ nha. Đây mình số 5 mình bán cho anh em cái này 150 nha. Một cái cây dặn khẩu 1/4 ha của thằng Vẹt Xeo, bao gồm nó gồm cái cộng thêm cái tu vít của thằng Vẹt Xeo luôn nha, trôi thương hiệu nha, vít trừ nha, này trừ 6. Thằng này nó dài khoảng 2 tấc 2 nha, mũi vít được 10.5 ha, bao gồm tất cả các đầu gồm là 4 5 4 5 ha, thằng này 6 8 9 10 12 ha. Đó quá trời luôn nha mọi người. Chung các những cái đầu khẩu 1/4 này mà kiếm đầu khẩu quải rất là khó, mình ít gặp nó với 3/8 ha, lâu lâu được đầu da băng lên đây này nha. Đó như hình 150.000 nha, chưa phí ship. Trong bộ này cũng khá đẹp, trong đồ bãi anh em thấy đồ bãi thôi, nó sử dụng thôi nhưng mà nó còn có chẳng khác gì đâu, chẳng khác gì mới. Rồi tiếp theo mình bán cho anh em cái tu vít nữa, xin lát ha, tu vít lùng như mới ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hai cây vít, hai cây là BH2 và BH3 nha. Như mới hết nha mọi người, như cái này nó chưa dùng luôn á. BH3 này nó dài được khoảng 27 nha. Mũi vít được 15 anh em dùm cho màn hình nha. Cái này BH2 nó dài hơn. Dài tới 34 nha mọi người. Mũi vít được 23 ha. Chung cái này là nó quăng bãi, nó cắn, nó tày, nó xước nha. Anh em nếu mà không dùng thì mình có thể mình cắt nó ra nha. Mình sẽ cắt cái này ra. Chứ mình để cũng tốt, nếu mà sửa chữa điện mình để nó cũng như phòng hờ thôi. Những cây tu vít này còn như mới,
này của xinh lát luôn nha. Đây này. Bên đây thì nó trôi rồi. Này làm to đi cái chữ nha. Nhưng mà chưa dùng nha mọi người. Đó, thêm một cây vít từ nữa là 250.000 nha. Xinh lát nha. Như mới à. Thì thằng nãy dài được 20 hơn. Một phân hay một tấc ha, mỗi vít được một tấc. Cặp này mình bán 250 nha mọi người. Mã số 6 nha. Mã số 6 250.000 nha. Cái này thì mình được hai bộ nha. Chung mà cái này nó khá nhiều, mình không để dồn một chỗ được. Thì cái thằng này nó cũng như vậy thôi mọi người. Đây. Có hai bộ nha. Nhưng mà khác ở chỗ đây là mình thay qua cái vít của thằng Anet ha. Dấu cộng nha. Vít lùng này ha. Máy in ra băng không nha. Hàng nội địa hết nha mọi người. Bộ này nó như nhau nha, 6 7 thì nó như nhau, chỉ khác nha cái vít lùng thôi nha. Ba cây còn lại, cây này thì nó còn cái thương hiệu nè. Chung là chưa dùng nha. Chưa dùng hết, cây nào cũng như cây nấy hết. Anh em có thể chọn nha. DH3 dấu từ này từ 6 nha. Đó, nó quăng bãi, nó bị trầy xước cái phần phía trên này để như nó cách điện để tới cái mũi luôn á. Rồi 250.000 mã số 7. Mã số 7 250 nha. Rồi tiếp theo mã số 8 là mình bán cho anh em cái bộ cờ lê này ha. 400.000 nha mọi người. Từ từ xem nha mọi người. Rồi một cây này. Mình đủ bu quá mình là mình rối. Cái cần lực này nó dài khoảng 30 nha. Thằng này cái cốt nó dài khoảng dày khoảng 14 nha. Này nó không thương hiệu nha mọi người. Nhưng mà còn khá sáng và đẹp. Chuẩn bị xì xét tiếng tí như thế này nha, li ti như thế này. Cây này nó chưa dùng luôn nha mọi người. Đây, cái đầu còn rất đẹp ha. Nó bị rỉ sét như thế này nha. Mình bán cho anh em kèm theo là 9 cái đầu khẩu. 2, 4, 6, 8, 9 cây ha. Chung tất cả là đầu khẩu bãi hết nha mọi người. 8, 10, 13, 14, 17, 19. Đây, tất cả đầu bãi hết nha. Đầu bông sao hết, đầu bông hết nha. Không có đầu lục giác đây nha. 19, 21 và 20, 22, 23. Ủa thằng này 21. Dòng thằng 22, dòng thằng 24 nha. Đầu khẩu bãi hết nha mọi người. Cái này chỉ thiếu một đầu 12 thôi nha mọi người. Anh em có thể mua, nếu có thì mình kết hợp mình xài nha. Còn không có thì mình có thể từ từ mình cũng vẫn có nha. Để mình tìm, chứ không phải là không có nha. Tất cả đầu khẩu bãi hết, còn đẹp hết. Có cây nó sử dụng rồi nhưng mà còn không ảnh hưởng nhiều nè. Đó, 24 nè. Em xem cái răng cái đầu bãi nó xài tốt nha. Chung anh xem cái này anh xem xài bắn hơi, bắn máy pin là thoải mái nha. Chung một số nó có lần sử dụng ít thôi. Chín đầu nha mọi người. Đó luôn cái cận lực. Nhưng bộ thiếu đầu 12 thôi. 400.000 chưa phí ship nha. Chung bộ này nó khá nặng nha, nó ngoài 1 kg. Đó. Anh em ship COD là cũng nói chung cái này nó phải tầm giá ship ít nhất cũng phải 50.000 nha. Rồi chung cái clip này mình bán cái kìm với tu vít đồ linh tinh đi. Đây, cặp tu vít của thằng Vercel. Một cộng một trừ ha. Đây. Này từ 6 BS2 nha. Cái này có sử dụng còn rất đẹp nha. Đó. Đây, hàng nội địa hết nha. Nó dài ngoài 2 tấc không nha mọi người, 21 rưỡi. Thằng này cũng vậy ha.
và một cây vít lùn cũng của Vercel, chưa dùng luôn nha, này có dùng dùng lướt nha mọi người, còn mới quá nó quăng luôn nè. Đó, ba cây này 150.000 chưa có phí ship. Rồi nói chung cái nào mình mua thì mình xem kỹ, cái nào không mua thì mình lướt qua để tranh thủ thời gian tốt nhất cho mọi người nha. Chung mình quay mình diễn tả kỹ thì chỉ mất thời gian mình thôi, chứ còn anh em chú bác mình cứ xem cái nào mua thì mình xem kỹ, là không mua mình sẽ tua lướt qua nó rất là nhanh ha. Rồi nói chung mũi vít thì này còn khá nhiều nha mọi người, anh em có thể mua từ từ, từ. Nếu anh em nào muốn mua, nói chung mình mua lẻ những cái mũi này mình không bán nha, để kết hợp lại nó bán có này có kia, dù anh em nào mua một bộ mình một bộ đủ xài luôn, ví dụ như cái bộ này anh em là thấy đủ đồ chơi luôn ha. Dù hôm sau lần sau mình đi thì mình cũng sẽ tìm một cái đầu, những cái đầu vít dẹp để kết hợp lại, không biết là còn hay không nha. Nói chung là không phải là đồ chợ, mình muốn cái gì là mình có. Rồi rất cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại, mình sẽ quay một cái clip nữa mọi người.